Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bách Hợp. Thì hôm nay chúng ta đã đến với tập tiếp theo của Total War For No Samurai, chiến dịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Nhật Bản. Thì trong tập trước, mình với lại quân các nước đang giao tranh khá là ác liệt. Và lần trước thì đa phần các trận đánh mình đánh đều là thủy chiến. Và mình đã có được một hạm đội chuẩn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân xa hơn về phía Tây và quyết tâm giành được tỉnh Yamashiro, và sau đó chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa để chúng ta thu phục đủ 50 tỉnh dưới trướng của mình. Lưu ý lần này là khác với lần trước nha. Lần trước các bạn có thể thấy game nó tương đối dễ vì chúng ta có đồng minh, còn lần này một mình chúng ta phải lo hết nha các bạn. Rồi ok, qua lượt nào. Rồi ok, mà ông sĩ quan Tây của mình lên cấp. Ninja của chúng ta bị phát hiện thì không sao cả. Geisha lên cấp. Rồi để xem. Cái này khá là hay đó. Rồi ok, ông Tây của cái thằng ninja của mình đang đứng đâu mà bị phát hiện? À thì ra là ở đây. Phá giò nó cho anh. Lại thất bại nữa. Rồi đã thế thì gọi một đám xạ kỵ ra chơi nào. Nhật Bản mà chơi như Mông Cổ Hung Nô các bạn nhé. Rồi bắn cho tụi này thành nhím luôn. Nó cũng có xạ kỵ mà bắn đâu có lại mình. Nó có hai con xạ kỵ, sóc kỵ mà rượt xạ kỵ là có kỹ quan tên chứ đùa. Rồi ok, loại được một mối nguy. Rồi đâu, ông sĩ quan Tây của mình đâu rồi ta? À đây. Ồ, ông sĩ quan Anh này lên cấp cao quá ta. À, max level luôn rồi. Rồi ok, để coi cái này đi. Rồi. Ồ, cái này ngon nè. Rồi, ở khoan cái gì đây? Wow, cái này ngon lắm. À, và tất nhiên là cái này tăng thêm cái số đạn cho quân nữa. Ủa quên. Mình thích cái bên này hơn. Rồi ok, ông này là giỏi, sĩ quan này là giỏi lắm đó nha. Đi bắn phá tiếp cho tôi. Bữa mình đúc, mình đóng tàu ở đâu nhỉ? À bên này. Rồi, ok. Rồi đây, đầu tư giờ tốn kém quá. Đầu tư một cái thôi mà muốn khóc luôn nha các bạn. Không có tiền để mở rộng, cái đó mới là vấn đề luôn á, chứ không phải là chúng ta về chúng ta không có lực để đánh. Không có rút đi được các bạn, nó còn thờ tướng quân nhiều quá, nó chưa có tin tưởng vào nền Cộng hòa của mình. Hay à. Rồi. Ở đây nữa nè, là phải xử cái bà này ngay, không ở bắt ông Tây của mình. Rồi, ok, gục. Coi thanh niên này tính làm cái gì. Mình phải đẩy được đội hình lên tới đây đã, rồi thì chúng ta mới đi tiếp được các bạn. Có vẻ như là mình phải nâng thuế lên lại một lần nữa, sau đó mới hạ xuống. Nhưng mà cần thêm tiền để duy trì quân đội các bạn. Hải quân nó nuốt tiền của mình hơi nhiều.
À này là đi Mỹ nè. Cái này thì không có vụ kiếm trading bot nha các bạn, chúng ta có cái đường buôn bán này luôn. Rồi, đội này thì đi đánh tàu của đối phương, đội này đi bắn phá. À, ok, chúng ta đang tiến hành nâng cấp khá là hiệu quả. Rồi, mọi lượng nào. Ok, ninja chúng ta lên cấp. Anh ninja này thì còn làm tân binh. Rồi. Ok, mình đã có thêm hai chiếc tàu. Đây, cho nó đến đây. Và sau đó chúng ta thì tiến hành bắn phá thôi. Nhà Nagaoka là mình cho ăn pháo là te tua luôn nãy giờ. Mà cứ cương quyết không hàng với mình. À, nãy giờ bắn trúng quân không? Không không trúng là... à, không trúng nhà của nó nha. Trong khi mình cần trúng nhà hơn, quân thì nó hồi lại được, còn nhà cho nó tốn tiền nó sửa. Rồi, thành phố hả? Rồi, ok. Vậy được rồi. Thêm chút tiền thuế mà giảm trị an kinh lắm. Cứ để anh vậy đi, đến giai đoạn này rồi không có duy trì lâu được. À, chỗ này có đồ lính Samurai hả? À, giờ tiền ở đâu mướn lính? Musashi. Rồi. Rồi, ok, chúng ta lại hạ thế xuống rồi các bạn. Rồi. Đội tàu này. Để coi tàu xịn thì nã pháo có hiệu quả hay không. À không, nó trái cản thật các bạn. Chỉ hô. Bắn mạnh đó. Ok, chìm luôn. Hạm đội này là thuyền trưởng người Mỹ chỉ huy mà. À, bị tàu này bị hỏng xíu à. Rồi, bắn phá luôn. Ok. Hủy hết cảng biển của nó các bạn, không cho nó có cơ hội. Tay này của mình rồi. Đi làm nhiệm vụ tí. Ok. Ông tay này giỏi đó. Rồi ok, chúng ta đang tiến quân về phía tây một cách ào ạt. Quân thù thì đang tỏ ra bị động các bạn ạ. Mặc dù thật sự thì nó cũng đang đeo quân lên nó tấn công mình đó, nhưng mà với quân này thì mình không có gì phải sợ. Đạo quân này của mình dư sức chiến đấu. Đặc biệt là mình có ba đội lính Mỹ ở đây nữa thì càng không phải sợ tụi nó các bạn ạ. Giờ chắc là không có bàn hòa bàn gì được rồi. Mà hình như tụi nó vẫn đang diễn biến từ đó đánh lẫn nhau, các bạn thấy không? Thằng Satsuma đang đánh mày kia lấn đất á. Rồi, ok, một ông tay nữa lại lên cấp. Cái gì đây? À, nó chặn được ray của mình. Rồi, ok, ok. À, một cái thằng dính chai háo sắc mà háo sắc độ 2 luôn các bạn. Ồ, nhà Tosa bị diệt rồi. Để xem nào. À, chỗ này thành cái cảng xịn, có thể đóng tàu bọc thép hả? À, ngon. Rồi, cai. Ok. Chỗ này chưa đi được đâu các bạn, nó còn thờ tướng quân. Lui về nhanh. Nhưng mà cho hạm đội chúng ta nã pháo nè. Ok.
dùng quả lực để mà gây sức ép cho quân thù. Tới cái cảng này ăn đạn, đậu hơi sát thôi mà cũng được, cảng này không khả năng bắn trả. Chỗ này cũng còn đang thờ tướng quân nhưng mà nó lại tốt rồi. Ok, cho đạo quân này đi thôi, nó đậu nó đóng quân ở xa quá. Trời. Ok, đạo quân này đang hành quân lên. Đạo này tiếp tục đóng ở đó tạm xíu. Đạo này tương tự. Chỗ này theo này cộng hòa. À, chỗ này theo cộng hòa nhiều rồi. Vậy là mình có thể tiến quân đi được rồi. À, đây cũng chính là chỗ của ông sĩ quan như ông Kaisa được lên cấp luôn hả? À, hay hàng ninja vì lý do gì đó được lên cấp trước các bạn. Phục vụ phe ta quan trọng hơn, bà này ít khi đánh dùng để tấn công kẻ thù lắm. Rồi ông này chỉ cần đi luyện quân thôi, không cần làm gì nhiều. Rồi đi theo quân đoàn nào. Rồi đạo lính cộng hòa này lên cấp rồi cũng nhìn xịn quá. Rồi, ok. Thằng khứa này bài đặt lên bắt nạt mình đúng không? Rồi để coi. Ninja đâu? Thọt nó. Một ông gục. Không có tướng là nó mất lợi thế ngay. À, rồi ông Tây này của mình thì xịn rồi. Rồi. Ok, đánh. Thấy anh có lính Mỹ không? Chú tào lao thiên tướng là chú gục ngay. Dù nó cũng có pháo nhưng mà không có tướng thì pháo thì bắn trượt rồi. Chỉ có pháo nó mới làm thịt được mình thôi, còn mấy cái lính kia hầu như không bắn được lính nào của mình. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục phòng thủ. Pháo hạm bắn. Hạt nó hết tiền sữa rồi. Tội nghiệp. Không mà ông nói nhiều bắn tiếp. À, bắn rồi, bắn rồi. Ham bắn quá, cái bắn nhầm các bạn. À, quên quên, này chỗ này vừa mới bắn nãy xong. Chà, giờ tự nhiên mình thiếu sát quá. Ây da, vậy là không tốt rồi. Không làm tướng không được thiếu sát các bạn ạ. Chỗ này thêm một cái nữa mới đúng. À, rồi đây. Đây đây. Rồi. Đó là thấy chưa, đánh lui quân thù không khó, vấn đề là các bạn biết phải biết cách đánh làm sao. Tất nhiên là cái hành vi mà ám sát tướng thì nó không phải là cái hành động mà nó của cái người có danh dự. Nhưng mà biết sao được, cầm tặc tiên cầm vương mà các bạn, tức là bắt giặc trước khi trước đó là phải bắt vua. Chúng ta tấn công là chúng ta tấn công vào cái chỉ huy của đối phương, khiến cho tụi nó bị yếu đi. Nó mất cái sự chỉ huy thì nó sẽ rối loạn, thì ta mới có khả năng là giành chiến thắng được. Còn không thì chúng ta đánh thì đánh trực diện thì nhiều khi chúng ta lại thiệt hại nặng, lại bất lợi cho mình thôi. Ai thắng thì người đó viết sử mà các bạn. Danh dự là chỉ dành cho những kẻ háo danh thôi. Ai thắng thì người đó có danh dự, cái đó là danh, không có danh dự nào lớn hơn. Còn các bạn cứ đề cao danh dự là đánh trận là phải thế này, phải thế kia thì sau cùng thì chỉ có lũ ruồi nhặng thì nó mới tôn vinh một cái xác chết rồi các bạn.
Rồi thôi lấy giáp đi, cái kia nó trừ chị An nhìn kinh quá. Rồi nè, nó Serrano nè. Ok. Musashi. Rồi đây, ok. Rồi ống tay này về cho tôi. Rồi, thanh niên này lại mò lên nè. Bắn. Ê khoan khoan khoan. Nhắm vô cái mỏ vàng của nó nè, cái cản nó còn cháy. Cho nó nghèo luôn. Bắn. Cho nó bập biến thế nào là bập bùng cháy mãi luôn. Rồi chiếm. Chắc đủ tiền sửa thôi quá. Thêm một cái này nữa thì giờ anh thừa rồi. Nâng ruộng đổ lên đã. Ok. Một tỉnh nữa đã là của chúng ta các bạn ạ. Chánh quân này ở đây mình không sợ, lính này là lính hiện đại. Có lính, có ông Tây này đi luôn thì nó tăng cái lực chiến lên nữa. Tụi này không phải là đối thủ. Toàn samurai không thì chưa kịp chạy tới chém là đã bắn chết rồi. Để coi cái này là lên tiền hả? Ở này ngon. À có cái này giảm phí nuôi quân này dở quá, nãy giờ chưa nâng. Ám sát. What? Tạc nó đâm chết một tướng của mình nè. À một ninja khá là giỏi đó. Shimosa. À rồi ok, lên nhà máy. Cai phải mở rộng khu dân cư tiếp. Đây từ từ thôi. Sao làm mở rộng thường thôi, chúng ta kiếm tiền, không cần phải nâng cấp gì vội. Đây đoàn cảnh sát đây. Musashi. À, hết tiền rồi. Còn đủ tiền nâng cái đoàn cảnh sát lên thôi. Nó dám đâm chết một tướng của mình, không thể tha thứ được. Ông sĩ quan Tây đâu ra chém nó. Hết tiền rồi. Nó không đủ tiền xây cái đồ cảnh sát đây luôn mới nhục chứ. Lại phải đẩy thuế lên. Nó đến giai đoạn cuối này nó túng tiền kinh quá, tại không có bán hàng được. À, tốn tiền quá. Kêu bài ra vũ được không ta? Không được, không có tiền, không có đủ tiền. Bỏ cái này luôn coi. Ám sát nó kìa. Bị thương. À thôi cũng được.
Ok, lên cấp luôn. Rồi thôi thì bên này nâng vậy. Rồi nâng cái này lên chống đổ bộ. Bắn. À, thôi lui về đây sửa tàu đi. Có chỗ nào ở đây để mua lính không? Chỗ này thì chưa có làm đồ lính xong. Rồi quân đoàn này có lính Mỹ mà lo gì. Mấy cái Star Fox đó, nó hao, cái pháo đài ngôi sao đó, nó hao lắm. Ok, qua lượt nào. À quên cho quân đoàn đi nữa, hơi dở. Rồi khoan, nâng cấp cái này đỡ tiền nuôi quân đã. Rồi ở lại giữ đất đi. Rồi chúng ta đi. Anh em này về sửa tàu đi. Bắn. Bắn cái này chắc là để luyện cấp cho tàu thôi, chứ cũng không phải là để gây sát thương cho quân thù. À nó tới rồi, nó tới rồi. Hay lắm. Bắn. Rồi thanh niên này muốn chơi phải không? Ám sát con đi xa nó cho anh. Rồi ông xíu ăn Mỹ rồi ra ám sát con tướng nó cho tôi. Một Sagami. Cái công trình lên đề 3 này nó hao tiền quá. Kajusa nè, cái này cũng hao nè, không hao lắm, 2000 mấy thì cũng được. Rồi ok. À sở quả xa nè, khu dân cư lên sau. Rồi ok. Chuẩn bị đánh. Nó mất tướng rồi. À mình không đánh đêm được à. À hơi dở. Cái thằng tướng này sao lại không có khả năng đánh đêm ta. Nó có pháo thì buộc lòng mình phải xông lên nó mới dở. Không có kỵ binh để bắt pháo nữa. Kỵ binh mình là kỵ tướng. Không có ông Tây thì tốc độ bắn bị giảm rồi, không biết có áp chế được không. Khoan lui lại. Tưởng đánh đêm được thì trận này thắng. Bà này thì chắc không dùng kỹ năng được rồi, hết tiền rồi. Khoan đã, núp vô thành cố thủ đi. Mất tướng rồi mà nó vẫn còn ngon quá. Quân này cái phòng tuyến đẩy lên chưa kịp, nó còn nằm phương ngang. À, qua lượt đó. Cái đám đó hiện đại mà chưa tới các bạn. Nó không có lính Tây luôn. À nó công thành thì lại là nó dở. Tại lính này công thành không ngon mà lại không có tướng. Pháo kia không triển khai được. Ở đây lúc chúng ta phải chấp nhận phòng thủ các bạn ạ. À.
không có thằng Tân Đảng hay là thằng Samurai Cải Cách thì chúng ta không đi mua chuột được. Cái gì đây? À rồi ok, cái này là do cái đám người Tây này nó bị tấn công bởi một cái đám Samurai Cải Cách. Thì bây giờ có hai cách, một á, là mình bắt mấy cái thằng tấn công đã lén đi tấn công đó rồi giao cho người Tây xử, còn hai là mình thỏa thuận với tụi Tây để mà để mình xử cái vụ này. Thì thôi mình nghĩ là mình như vậy đi các bạn, mình viết thư mình xin lỗi tụi nó, cái này dân mình thì để mình xử các bạn, đừng để nó xử, cái này mất lòng dân á. Chúng ta không nên nể mặt người ngoại quốc quá mức, đúng là mình sai nhưng mà để con mình thì nhà mình để mình xử các bạn, đừng có để cho người ta xử gì đi gì. Ôi, cũng là đất của mình mà, nó là người ta là khách ta tới ở tới người ta làm việc thì mình tôn trọng, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta nhịn quá mức được. Rồi ok, có đứa tính đi móc mình. À, khoan bắn, giờ lượt này mình chiếm thành rồi. Hư thành mình. Khổ thiệt. À thì ra là hai cái xe pháo này. Các bạn chơi pháo này nó bất lợi là nhiều cái lắm. Các bạn đừng có ham tuyển cái pháo này làm gì cả. Nhiều lúc nó không có triển khai được, chúng ta không có tác chiến được. Công thành mà không có pháo là thấy dở rồi. Nãy nó đem được 4 cái xe pháo hiện đại tới, nhưng mà do không có tướng, thành ra pháo nó hoạt động không hiệu quả. Cái này là quân mình đầy rồi, không bắt được pháo nó. Rồi, cái này thì sửa thôi. Rồi, hang này đi vô. Bắn. Cái thế này là cái thế chân vàng nè các bạn, thủ cái này là rất là khó đánh lên nữa nếu không có hai quân đoàn. Thành ra là nãy giờ mình đợi á, mình nói vô là phần tuyến mình phải đẩy lên theo phương ngang, mình nói rồi ha. Phần tuyến mình hiện giờ mình chưa đẩy lên theo phương ngang được, chứ là không có tiền để mở rộng nhanh nữa. Rồi ok, có pháo hàm hỗ trợ thì cái đám lính này nó có thể hoạt động hiệu quả được, với lại nó cũng có sao mà. Rồi ok, nhà Josai tiêu rồi. Ok. Đấy. À, hết tiền cũng mà. Không sao, này mỏ vàng các bạn. Nâng cấp thì cho nhiều tiền, không nâng cấp thì cho ít tiền thôi. Chỗ này mới 16 à, chỗ này nó không chịu phục chính quyền dữ ta. Chỗ này 17, nói chung 3 tỉnh này chưa đi được. Thằng này đi được rồi nhưng mà phòng tuyến không có mở được. Rồi phải tiếp tục thủ rồi chứ không biết sao giờ. Hải quân này đã xài rồi. Ok, 3 đạo hải quân thôi mà nó cũng ngốn tiền của mình kinh phết. Nó lại bắn cái cảng Mỹ của mình nữa. Nó bắn phá cảng biển của mình. Cái phần Forest Samurai này thì ít khi nó đổ bộ được biển, nhưng mà nó lại rất hay cho tàu đi bắn phá nha các bạn. Chiến Mỹ sinh lực hơi ít, thành ra toàn là dễ thấy bị tổn thương không. Rồi ok, chiếc này quay về xử nó.
bị tổn thương ít. Rồi đánh tiếp. Bắn phá hả? Xin lỗi các bạn. Rồi. Ok. Chỗ này chắc cho ăn đạn mấy phát đã. Ồ, thành này là nó có nâng cấp cái tháp pháo nha các bạn, nhưng mà chỉ mới là tháp hỏa mai thôi, chưa phải là cái tháp mà có thể gây đe dọa cho mình. Chỗ này thì luyện quân rồi chắc cũng kinh lắm rồi. Bán. Đây là nhà Nagaoka hả? À nó còn nhiều đất mà mình chủ yếu giao tranh với thằng này. Oama nãy giờ nó đóng quân nó kiềm chế mình nên nó còn chưa dám xông lên. À mà đi con Satsuma thì gửi một con Geisha lên đây tính làm gì? Gây xa hả? Gột. Nói chung là đã chơi cái giai đoạn cuối này rồi mà chuyển qua nền Cộng Hòa đó là bắt buộc phải có ninja các bạn, không thôi không chơi được đâu. Mình đang đẩy thuế cao quá. Ở rồi hạ thuế là xuống là có thể đi được rồi. Nó bắn phá tiếp hả trời. Rồi một thằng muốn chết. À tính đánh hội đồng các bạn. Rồi khóa cảng của mình luôn. Rồi bắn vô thành chính luôn. Ồ quá ghê. Quá dữ. Rồi ok. Sao chú rét thì anh sửa. Rồi nhưng mà giờ trước đó thì anh sẽ khóa dò chú này cái đã. À, khóa giờ thất bại à, khóa giờ thất bại thôi. À, sĩ quan đâu ra nó xử một tướng nó cho anh. Rồi bà này ra vụ à vụ cũng được. Đánh nó có pháo không? Không có pháo trận này chơi được. Rồi đánh tay một lần cho các bạn xem. Rồi trận này là 1-2. Quân mình toàn samurai không. Có 3 thằng lính Mỹ à. 3 đội lính Mỹ chứ tổng còn 450 lính Mỹ. Rồi nó không có pháo thì trận mình này mình đánh được. Ok. Mình có cả ninja mà sợ gì. Cho 50 hả? À rồi. Ok, tụi này đi đầu. Kỵ binh thì vòng qua bên cánh. Tướng đi sau. Đẩy đội hình lên. Đi. À, đông quá. Đông quá nó làm giảm khung hình các bạn, mình không quay được, không tô được. Đông quá. Tụi này thì nó là gì, tinh thần cao lắm. Cái này là sóc kỵ. Samurai cầm thương.
tượng cây súng này chắc là à, đây là lính Shogun luôn á các bạn, lính tình nhuệ á. Mình làm đội hình của nó loạn luôn các bạn, nó điều quân liên tiếp, tại thấy mình tạo thế bao vây á. Cái này chúng ta dùng kế nghi binh để mà làm loạn đội hình đối phương các bạn. Trong khi đó đội hình ba đang tiến lên áp sát từ từ. Tua này được không ta? Nó cũng hơi giảm khung hình một chút. Không cảm, tại máy mình yếu các bạn. À nó cho lính thương lên chặn đầu à. Thế chạy tiếp, hê hê. Làm gì anh? Né nó. À, vẫn dướng lại miếng tại đội hình bự quá. Mà mấy thằng này thương nhưng mà là mình cũng tổn thương ít nhiều á, tại vì đẩy đội hình lên tí nữa. Chạy đi. À, nó cầm thương mà cho tới giờ dướng không chạy được. Khổ quá nó. Lấy samurai đánh nông dân là hơi dở rồi. Tôi này phải nông dân ta hay là ông nói tình nhuệ đó hình như là Yari samurai, à, không Speed Levy mà. À đúng là tụi này chỉ có chống kỵ thôi. À, kế hoạch của mình là một bước đầu thất bại rồi không sao cả. À, một thằng ở dưới nó kéo theo cả đám dướng theo. Chỗ đó hẹp quá không đi được. Rồi, ok. Thẳng đi. Không được đuổi, chỉ được bắn thôi. Ok, đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Lên. 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 Nhắm vào kỵ binh đối phương. Lên. Rồi. Mấy ông lính Mỹ bắn như súng máy luôn. Hàng này bên này không lên nổi. Lính Mỹ đúng là xài chuẩn súng trường các bạn ạ. Bởi vì xài súng trường nên là lên đạn là nhanh hơn, tại vì nó đạn lên như lát phía sau. Còn ví dụ như lính Nhật là vẫn xài cây hỏa mai. Mà hàng này khoan quỳ, đổi đội hình lại. Bắn tạc sườn cho tôi. Nào vô mà giáp chiến luôn. À, mày khoan quỳ đã, đứng dậy.
Đừng coi thường cung, cung biết dùng nó bắn cũng thấm lắm. Rồi quy xuống. Cho tướng nó xung phong à. Ê bắn. Nào cầm thương nhào vô đâm tướng đó. Nhào vô chém tướng nó nhanh. Chà, lính cầm cung của mình cũng bị thương nhiều chứ, nhưng mà nó chịu hết thấu rồi. Tướng mình là tướng súng mà nó không cần phải bắn, nó vào nhào vô cứ đứng bắn là được. Ok, chiến thắng quyết định luôn. Ê các bạn thấy chưa, chiến thuật đó. Mình thí, thật ra thì mình cũng không quyết định thí ba cái đội kỵ binh của mình đâu, nhưng mà trận đó thì mình dướng thì chịu thôi. À, chỗ này có đồ samurai mà sợ gì. Giờ quân lại đảm bảo chiến lực, cái đó là mua quân bổ sung. Giờ mới có đánh đêm, khổ thiệt, nãy có đánh đêm là tốt rồi. Ô, mấy thằng samurai cận chiến rồi, không hao quân mấy mà chủ yếu là hao lính lính Mỹ không ghép. Đây. Mua hàng xạ kỵ cái đã. Rồi ok. Đây mua một cái à quên. Hạ thuế xuống là đi được rồi. Chỗ này phục rồi. Ok. Rồi đi nào, thằng này hãy hành quân hơi xa đó. Chỗ này nó chưa có theo nhiều đâu, chẳng qua có cái này nó cộng trị an nhiều nè. Bắn. Tưởng sửa lại rồi mà anh sợ hả? Cho tàu đi bọc lên rồi đánh cản của anh. Gì đây? À có thể lên nè. Cái này là nhà máy hả, gì đây, cái này nó đã là nhà máy rồi, cái này là cái gì nữa. À cái này dạng như là một cái khu công nghiệp luôn rồi các bạn. Bắn tiếp cho anh. Te tua luôn. Rồi ok, nói chung là kẻ thù cũng phản công dữ dội, nhưng mà chúng ta đánh trả có hiệu quả các bạn. Tiếp tục bị bắn phá. Rồi, ok, bắn phá là sửa. Rồi tàu của anh về tới rồi, chú nào láo. Toàn tàu con thôi. Trời.
rồi lượt sau mới sửa được các bạn. Cay nè. Rồi ok, thành lên. À quên, cái này không cần. Cần hai cái này thôi. Rồi. À, lên nó đánh nữa kìa. Nó biết mình thấy khó là nó chơi. Chỗ này chưa đi được đâu. Nhưng mà chỗ này thì được. 23 rồi. Rồi phòng tuyến mình đang thành hình rồi đấy. Bắn tiếp cho tôi. Rồi được. Hảo. Bắn vô đây tiếp đã. Rồi cho ông tay này khoan. I say, what's the clock? Bây giờ để tính coi cho thằng ninja khóa giò nó trước rồi đó. Rồi tạm thời rút vô thành, lấy thêm quân ra cái đã là chơi nó. Giờ đánh là không khôn. Ok. Tạm thời ta thủ thế đã. Khoan đánh. Ninja bị phát hiện là cái gì đây? À tụi Tây nó hơi giận mình xíu tại vì mình không chịu chiều ý tụi nó, nhưng mà thôi cái này là mất lòng tụi nó đỡ hơn mất lòng dân các bạn. Mất lòng dân phiền lắm. Khóa giò nó tiếp. À khóa giò thất bại à. Rồi thôi không sao. Ok. Lính Mỹ hồi hơi lâu nha. Rồi. Cái này là để cho có búp. Rồi tinh thần chiến đấu tăng luôn. Đánh. Có một xe pháo mà bắt nạt anh à. À không bắt được pháo nó. Dở. Ready for orders. Trời, lần này thiệt quân hơi nặng, hơi nặng. As you command. Ghép quân lại rồi thì giờ lại còn ít quân quá. À, vậy là phải mua thêm hai đội xạ kỵ nữa. Bán. Bán. Sửa tàu đi. Rồi hai hạm đội thay nhau bắn phá.
Đạo này thì tiếp tục tiến lên. Rồi khoan. Rồi xây nhà máy luôn. Tạo công ăn việc làm cho dân, với chiến tranh thì cũng phải đảm bảo công ăn việc làm cho dân, chứ không dân nghèo dân đói nó lại làm sinh loạn nữa. Rồi ok, đã đánh à, thiếu một chút lượt đi à. Thằng này tiến luôn, tiến lên. Đẩy thuế lên có sao không? À rồi một chỗ vàng thôi thì không sao. Nó nhắm vô nãy hải quân nó đánh rồi, nó nhắm vô thủ đô của mình không nha, nó đánh vô cái cảng mà mình có cho Mỹ độc quyền đó. Nó cố tình nó đánh vô cái vị trí mà yếu nhất trên cái xung yếu, chứ không phải chỗ yếu, chỗ đó mình thủ khá là chắc đó, nhưng mà nó chỗ đó là dạng xung yếu, nhưng mà nó chọn vị trí đánh khá là khôn. Không nói nhiều, bán. Rồi lui về nhanh. Rồi có hải pháo ủng hộ lên à, vẫn ngoài tầm bắn mà dở quá. Mà thôi thành này thì hải pháo ủng hộ đi. Này bỏ đi nó mất lòng dân lắm. Ok nó xây khá đúng ý mình đó chứ. Rồi bắn phá cái cảng này cho anh. Cảng này rồi dùng rồi đúng không? Rồi xong trái cảng. Hạm đội này xuống chợ chiến nhanh. Rồi giờ để coi xây cất thì có cái gì nào. Izu nè. Rồi ok. Thế nào là Shimosa hả? Này xa quá rồi, chắc cũng không cần lên này đâu, chỉ an nó tốt rồi. Này thêm được lính gác nữa mà lính thượng. Cái hạm đội này chưa lên sao lắm, bắn chưa hiệu quả. Hạm đội này thì nãy giờ bắn phá là tưng bừng luôn, nhưng mà kẻ thù nhất quyết không hàng các bạn, nó lì quá. Rồi chúng ta có thêm xạ kỵ để bắn bọc sườn rồi các bạn. Hồi nãy là mình đánh bọc sườn cũng không hiệu quả, tại vì cận kỵ không lao gì đó, nó để cái đứa thạch tụi cầm thương ở bên sườn. Thank you.
Ok. Chúng ta đang bị bắn phá các bạn. Nó bắn cái sợi hỏa xa của mình. Được. Cho chú chìm tàu. Tàu mình tàu thép mà đâu có đùa. Rồi lui về nhanh. Hạm đội này thì tiếp tục nam tiến. À tây tiến chứ đội này tiến về phía tây. Rồi hạm đội này thì nã pháo vào thành cho anh. Nó cũng đang dần cái cách tư tưởng theo ở gần mình là nó bị chịu ảnh hưởng. Rồi này không có tướng hả? Rồi ông này vô. Rồi gọi đi đầy đủ hero hết cho nó sợ. Giết. Toàn lính nông dân kiểu này thì dọa được ai? Gột. Rồi lại lui. Chưa đánh tại quân chưa lên tới. À nó gọi một thằng sĩ quan Tây lên rồi. Thế giờ chú muốn gì? Ăn cú đâm này của anh nhá. Gục. Rồi ninja mình lên cấp luôn. Chà. Về tới nơi là chắc ninja của mình là lên cấp cao lắm á. Cai nè lên cấp nữa rồi. Ok. Suruga. À rồi lên pháo đài đi. Ok tiến lên. Chỗ này từ từ. Movement completed, my lord. Ok phòng tuyến đang thành hình ngang hàng ngang rồi. Hai hải quân thì từ từ đang xuống tới. Đặc vụ của chúng ta thì cấp cao không? Chỉ có một cái đám đặc vụ mới tuyển đây là cấp thấp thôi, còn như là cấp cao không à. Cái này nó thiếu ninja. À, ninja mới cho ra đây đâm mà mình quên. Ok. Rồi ninja của chúng ta bị phát hiện. Rồi ở đâu? Ở đây. Ở đây và ở đây. Rồi ok giờ tới thuế đất hả? À rồi ok chúng ta lấy thêm chút tiền. Giảm được phí nuôi quân rồi. Cũng khá là nhiều á các bạn. Rồi ok. Chúng ta có nhiều cảng quân sự để chống đổ bộ lắm các bạn. Hạm đội đâu? Đánh. Hạm đội này thì không nói nhiều, nã pháo cho anh. Hạm đội này thì thôi khoan đã. À không, trời đánh tay thì không mất tàu. Nó chỉ có hai chiếc tàu nhỏ thôi. Thank you.
pháo nhưng mà bắn xa các bạn. Đây tàu của chúng ta chuẩn hiện đại luôn của trời. À, tàu này nó bắn trước mặt à. Rồi, ok sao không được lên. Tàu này nó bắn ngang bắn dọc đều được các bạn. đã hơn tàu Mỹ nữa, đúng rồi, đây là mẫu tàu hiện đại nhất luôn rồi đó. Bọc thép hoàn toàn luôn nè. Nói chung là bên trái, bên phải và trước mặt là mỗi bên là ba pháo, nói chung là nó bắn hướng nào cũng đều với nhau, không nhất thiết là cứ phải kiểu này là vừa bắn vừa tiến lên được luôn á. Tàu bắn rất xa luôn, bắn tới 1000 lận, pháo tàu Tây mới bắn có 800 mà. Đây là trang bị hay mẫu hiện đại nhất luôn á. Chắc là nhập khẩu từ Anh về, Anh nó mới có hải quân mạnh như vậy. Rồi bắt đầu nó ăn đạn rồi. Anh em đứng lại. Tăng tốc bằng đạn, bắn. À, nó có số ghe hả? Ủa bắn đi chứ. Sao tắt hỏa lực tắt rồi. À đây. Ok quay tàu lại, khổ quá lại phải điều khiển tay rồi. À nó có súng máy nó bắn luôn. Con tàu này xịn dữ. Tàu bắn đã quá. Cái này giờ mới biết nha, mình không biết là tàu này có súng máy luôn á. Bị bắn te tua vậy mà nó không sợ thôi. Chiếc này là bị chặn ở đây là ăn đạn te tua rồi. Chiếc này nó hàng rồi. À thì ra tàu này hoạt động như vậy. Cái này tại mình chưa nắm được cái hoạt động của tàu nha bạn. Mình tưởng nó là tàu pháo bình thường thôi. Ai ngờ chết tôi một tàu của mình. À, thôi không sao. Đây, đóng lại chiếc khác là được cái gì. Chiếc này thì về đây sửa. Rồi, tạo thời đi 5 chiếc rồi, 3 lượt rồi, có chiếc khác ngay mà. Ồ, tàu có súng máy luôn, nó bắn. Cũng mà giai đoạn này chưa có không quân. Rồi, đánh. Ok, tiến lên được rồi. Hay.
sải dụng tàu có hơi sai. Thôi ok, biết thêm một điều nữa. Mặc dù áp sát vô bắn súng máy thì cũng hay chứ. Nó bắn lính bên kia như là bị áp chế luôn, nãy khó khăn lắm nó mới nhả là được một phát pháo vô vô mình. Rồi lượt sau là đánh luôn được rồi, hay. Để thế mức này đi, tốt mà. Rồi, ra lên răng. Cái này khoan. À, đây. Cứ phá ở đây. À được, hảo, cứ đánh tụi này trước. Rồi vô cảng nghỉ cái đã. Tàu nó chạy. À, ở đây từ từ. Ở đó là chịu, xa quá. Bắn. Ok, kỳ này tổng tiến công rồi. Đánh. Sao cái bà này thì không làm gì được mình đâu, cấp thấp lắm. Satsuma nãy giờ thấy nó gửi toàn cây xa lên không nha. Đánh thằng này trước rồi mới hãm thành. Ủa à, chết mòn. À, bắt được pháo à. Pháo này thì lấy làm gì? Ok, kia mới lấy cái pháo này không thèm. Đánh. Bị kẹt à. Hơi dở. À, thôi đẩy thuế về mức bình thường được rồi. Đánh. Rồi, thành này là của chúng ta. Cái nhà nó xây tháp súng nhiều quá ta ơi. Rồi cái đó giờ không cần nữa rồi. Rồi ok. Rồi lượt sau là mùa đông. Tỉnh này là te tua tơi tả tàn tạ rồi, bắn tiếp cho tôi. À, chỗ này coi như bị vướng lượt này đi. Đánh.
cũng được đấy. Vậy giữ nhà lại, bỏ nhà này thôi. Khóa giò nó cho anh. Không thiệt bao nhiêu quân nhưng mà nó bị khóa chân là nó đứng đây là nó chết rồi. Rồi ok, chúng ta đang tiến một cách rất mạnh mẽ về cố đô các bạn. Khoan đã, mình mất một thằng đeo mắt kiến rồi. À đây, ở nào nãy giờ thu nhập hơi kém. Rồi ok, chà lên răng dữ vậy. Chà chỗ này có bộ nguy hiểm quá. Tiến lên xíu nữa. Bắn. Khoan đã, cái này đi, chúng ta không nên làm mất lòng dân các bạn. Tommy. À, người Samurai cải cách tới. Từ từ. Thằng này không quyến rũ được tại mình không có loại đặc vụ này các bạn, không quyến rũ được. Ông này đi huấn luyện rồi, vậy thôi cho ninja ra trước. Ninja không được, ra không được thì cho ông Tây ra. Samurai cái cách này giỏi dữ. Sao tướng mình năm sao nó không dễ phá đâu. Chiếm thành. Giờ mới qua đánh đêm. Xa này nhanh. Ok. Rồi. Này thôi khỏi. Dùng kỵ binh đánh được rồi. Cho nó bắn lại mấy pha. Một. Rồi. Rồi tăng một tinh thần cho toàn quân quá hay. Rồi anh em đánh chỗ này không cần nã pháo nữa rồi.
lên cấp rồi. Rồi ok ngon. Rồi đây thêm cái súng trường. Ok, chúng ta liên tiếp đoạt được thành các bạn ạ. Thiếu quân à. Rồi hãy tuyển một con đội ngựa cho cái bên này. Bên này đủ ngựa rồi, bên này nó thiếu lính xòe, lính xạ chứ không phải thiếu lính ngựa. Rồi đây tuyển một lính cho anh này gì đó. Đạo này thiếu một lính nhưng mà không có chỗ nào gần đây để tuyển lính hết. Quân à, đạo này chưa tiến nè à, dám cướp gần chỗ mình luôn mà mình nó đang cố gắng nó chia cắt hải quân mình đó chứ. Nó bắt được đạo là phải ở khúc trên này thôi mà đạo này là có ông sĩ quan hải quân Mỹ mà lo gì. Biết là nó đốt phá rồi, không dám đánh mà lại tấn công dân thường, tụi này hèn quá. Rồi chỗ đó là chịu. Đánh à, rồi cuối cùng chúng ta cũng có một là có lại một chiếc tàu các bạn. Đây, chiếc tàu hiện đại nhất trong game này. Bắn. Rồi, ninja đâm trước. Thằng này đứng đây không làm gì là dở rồi. Mà nó thủ kinh quá. Ông sĩ quan Pháp của mình là cũng biết có chơi được không. À quá dữ. Rồi. Tạm thời mình nhịn mấy thằng này chút vậy. Ninja đâu quay về. À cũng lính thường thôi. Có một thằng Hero Samurai. Nhưng mà Hero Samurai thì cũng không thể một đánh 10 được. Rồi ok. Hai chú anh xử hết. Có hai cái đội pháo gỗ thôi bài đặt dọa anh. À, có sĩ quan Anh ở đây hả? Kêu ông sĩ quan Mỹ của mình ra xử thằng này mới được. Không cho nó chủ động nó đánh mình. À, đặc vụ mình vào đây xuống sức dữ. Chú này thì xuống dưới đây.
bắn phá chỗ này cho anh. Chỗ này da hơi kém, chỗ này tốt hơn. Cái khúc này nó bày pháo hạ, nó bày thịt. Trận địa pháo cái này đúng là tàu chiến mà không bắn từ ngoài, bắn vô là ăn đạn nha. Vô giữa trận là ăn đạn ngay. À, nó lại bắn phá mình nữa rồi. À, bắn mà mất nhiều máu dữ. Chạy. À, hàng thế. Mất của mình một tàu luôn. Rồi thôi không sao. Xuống đây mua lại chiếc khác. Tommy nè. Rồi. Ok, ninja đâm trước. Vụ nhà Satsuma vào đây giỏi quá. À, không đâm được cái thằng kinh samurai cái gấp này ta. À được rồi, ông sĩ quan pháp thắng rồi. Hay lắm. Ồ, thằng này nó giàu ghê, bắn nhiều sửa nhiều luôn. Đây, xử hết sĩ quan của nó. Mà nãy nó chặn được ray của mình ở đâu vậy ta? À chỗ này, mình có đi lên đây, đã đi lên đây đâu. Bắn phá cho anh. Cái này là công trình gì ta, mình không biết công trình luôn á. À, này là dạng công trình nâng cấp thôi. Rồi, anh em này vô đây đi cho đủ quân. Một đội lính Mỹ, một đội lính Cộng Hòa và lính hiện đại đầu và một đám kỵ cung samurai. À, đạo quân này đúng là đông tây kim cổ có đủ. Đạo này thì có lính Tây, lính ta đủ, nhưng mà chủ yếu là lính ta và là lính samurai, có một đội ninja. Hay là không có thì dùng đỡ một đội súng nông dân vậy. Ok. Rồi bây giờ các bạn, chúng ta không thiếu tiền nữa các bạn ạ. À, nó lại phá sở hỏa xa của mình. Nó bực rồi nha. Này chịu. Ủa, quả quạng ở đâu? Rồi, cái sở hỏa xa của anh mấy chú được lắm. À, nó chặn cái đường của mình ở đây. Được. Sửa bàn tay về. Rồi đây ta lại xây nhà máy lên nè. À, nó mới xưởng thủ công thôi, chưa nhào lên nhà máy được. Rồi đây kiếm tiền cái đã. Aizu. Rồi đây xây tiếp cái pháo đài ở đây. Hida nè.
Kaga. À rồi, chỗ này nâng lên nữa là có thể tuyển được lính Cộng Hòa rồi. Rồi, bắn. Ta dùng hải pháo và nã liên tiếp vào trận địa thì nó cũng không thể làm gì được. Chỗ này nó phục Cộng Hòa lẹ dữ. Bên này chắc là tại có thiếu công trình địa an nào đó là nó lên địa an hơi chậm, với lại nó có cái xưởng công nghiệp ở đây dân nó ghét. Ở đây đâu có trừ đâu ta. À, lại phát hiện một thằng ninja ở đây à. Tính chơi thằng tướng của anh hả? Rồi nó bị thương à. Ông sĩ quan Pháp này làm gì cũng tốt. Rồi chỗ này thì tạm nhịn. Lát nữa đánh thế gọng kìm diệt hết tất cả. Rồi, cùng nhau tiến xuống nào. Rồi, chiếc này nhập vô đã. Bắn. Rồi, lượt sau đánh vào Mikawa, đất gốc của nhà Tokugawa luôn. Mốt mình tuyển lính hiện đại cho đi xuống cũng được. Nâng này là thì nâng được đường ray á, nhưng mà đường ray mình đâu cần, nó dao cũng đâu cần nữa. Cái này thì có thể cần à, mà giờ cũng chả buôn bán được với mấy ai. Cái này có khi cần hơn, tại cái này nó giảm phí xây dựng công trình, tăng luôn à. Nãy mình chưa nâng công nghệ, ra không tuyển kỵ binh hiện đại được các bạn, chưa tuyển được kỵ binh cầm súng. Chịu rồi. Đâu nữa? Nó cứ chặn được ray hoài vậy ta. Nó sợ mình xây được ray xong rồi quýnh nó thì sao á, mình có tính dùng được ray để chuyển quân nữa đâu. Cai chu nè. Totomi. Hida. Kaga. Mino. Ok, đánh tới không? À, tới gì đó. Không cần đâu. Rồi. Ok, tiếp tục tiến xuống bắn phá cho anh. Ây da. Một tỉnh nữa đã về với nền Cộng Hòa các bạn. Còn 18 tỉnh nữa rồi. Vâng. Không nói nhiều, đánh. None will it.
này thì không cần. Rồi. Bắn. Rồi. Toàn lính này không, thật ra mình cũng trả hơn. Rồi khỏi chơi đặc vụ gì đi. Đánh trực diện luôn. Rồi hết tiền rồi. Cho nó toàn lính này không thì không có cửa chơi với mình. Này thì phá đường ray này. Rồi ok. Ồ, thanh niên này đóng đây hơi bị lâu rồi đấy. Tiến xuống cho anh. Trong lúc anh em đang đánh khá là rác thì chú ngồi đây vừa, ngồi đây uống trà xơi nước à, đâu có được. Ok, sáng hơn rồi các bạn. Và cái gì đây bị ám sát à? À bực mình nha. Ai da, ai da. Ai da. Bị ám sát ở đâu? Ở đây. Không mà ám sát hụt à. À trời ơi, nó nhắm vô con cây sa của mình. À thằng này được lắm, được lắm. Chú dám chơi con cây sa của anh. Tàu bọc sắt lấy được một chiếc tàu bọc đồng à. Trận này lỗ vốn rồi. Dám bắn phá quân đoàn của mình đó chứ. Không thể tha thứ được. Giết. Không cần nữa rồi, lấy cái này quá đáng lắm. Cái con gây xa đó anh cưng như trứng luôn đó biết không. Chú dám ám sát con gây xa của anh, chú phải đền mạng. Rồi thôi, gì thì gì, vô sửa tàu cái đã. Đánh. Bắn. Ok.
không cần dẫn là nhiều quân vô đây cũng đủ. Rồi thôi mua lại con cây sa khác vậy. Ây da, mất đi một đặc vụ mà mình cảm thấy rất là buồn các bạn. Con cây sa đó nó theo mình lâu lắm luôn rồi đó. Là việc rất là tốt, luyện giúp mình chăm sóc cho binh sĩ, chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của tướng lĩnh mà giờ nó bị ninja ám sát. Quá ổn. Thương tiếc vô cùng luôn. Nhỏ này chắc giờ mới 5 tuổi rồi biết mà. Bản này cái khoảng thời gian nó khá là ngắn các bạn, nó khoảng tầm 10 năm thôi cho nên nó là các nhân vật hầu như không có chết già nhưng mà cũng không có lớn lên, nên nếu được sinh ra thì cũng vậy thôi. Rồi mình 16 tỉnh nữa là mình sẽ hoàn thành chiến dịch này. Rồi mình nghĩ là mình kết thúc cái chiến dịch này ở đây cũng đẹp rồi các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, thì nếu các bạn muốn xem những video chất lượng cao về dòng game Tôi Tuần Quơ thì các bạn đến với kênh Tôi Tuần Quơ Tiên Quang nhé. Còn đây mình chơi đa dạng các thể loại game, không riêng gì dòng game Tôi Tuần Quơ. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.